Xin chào tất cả các anh em nha. Video này như mình giới thiệu cho các anh em tham gia một trình góp nhận 50 tập cần của kênh LVV. Để tham gia giá hôm nay, click phần link mô tả dưới video, còn mở Telegram các bạn muốn start. Sau khi bấm start xong thì các bạn nhấp vào đây, các bạn lướt cấp trang nha các bạn. Sau khi lướt cấp trang xong thì các bạn bấm nút chat. Bấm nút chat thì các bạn join kênh group kênh trailer, các bạn bấm next step các bạn. Tiếp tục thì các bạn follow tờ Twitter và retweet nha. Bạn nhấp vào tờ Twitter bấm follow các bạn. Rồi open. Hôm nay tài khoản này đã bị đình chỉ thì các bạn bỏ qua nha các bạn. Các bạn bắt up lại, các bạn chỉ theo dõi thôi. Các bạn điền lại username Telegram của tất cả các bạn nè. Bạn follow được rồi. Đã cầm MMO của bạn. Các bạn vào setting copy username Telegram tài Twitter của mình nha các bạn. Tiếp tục bạn follow minimum và gỡ ra đường link profile minimum nè. Bạn nhấp vào minimum, các bạn follow nha các bạn. Sau khi các bạn follow minimum thì các bạn vào trang cá nhân, các bạn copy đường link minimum của tất cả các bạn nha bạn, đường link profile vì mình đã sang qua đây chứ nó mau các bạn, mình copy nè. Rồi các bạn bắt đáp lại, các bạn dán vào đây nha các bạn. Rồi tất cả các bạn gửi cho bot nè bạn. Rồi các bạn bấm I am không like. Mai mình bạn yếu quá các bạn. Tiếp tục thì các bạn dùng địa chỉ RC20 trên chiếc chocolate các bạn. Thì bạn copy địa chỉ ra chocolate mình nè các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ ETH của mình. Chỉ BB Smart Chain hoặc là địa chỉ ETH trên chiếc chocolate cũng được các bạn. Rồi bạn dán vào đây. Rồi bạn bắt gửi cho bot nè bạn. Tiếp tục con bấm balance chết xu càng mới kiếm được nè bạn. Mình đã nhận được 50 cái VE nè bạn. Đây nó trong chương trình bán hàng free sale nè. Bạn bấm vào cái phơi mình đến ghép chia sẻ bạn bè và người thân with gao. Sau khi tập càng này sẽ list sàn ban cái swap với uniswap nè bạn. Ok, vậy mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 50 tập càng VE đến đây cũng kết thúc. Mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn những video clip tiếp theo từ mình nhé.